xin chào anh em. Video hôm nay tiếp tục chia sẻ với anh em một cái yếu tố trong cái việc chúng ta thiết lập cái thông số trên máy ảnh để chúng ta chụp hình. Thì hôm nay cái yếu tố đó là tốc độ bằng trập. Video hôm trước giới thiệu với anh em và giải thích hướng dẫn về cái khẩu độ ống kính, thì hôm nay là tốc độ bằng trập. Màn trập là một cái cơ phận, một cái bộ phận trên cái máy ảnh để nó điều khiển, để chúng ta có thể làm chủ thay đổi cái thời lượng, có nghĩa là cái thời gian ánh sáng đi qua ống kính rồi đi tiếp xúc vào trong cái bề mặt của tấm phim trên máy ảnh dùng phim, hoặc là tiếp xúc trên bề mặt cảm biến trên máy ảnh kỹ thuật số đó. Thì ngày xưa là cái phim nó có cái độ nhạy sáng rất là thấp, thì người ta lúc đó chưa có màn trập. Thì ví dụ đây là cái ống kính ngày xưa của cái máy ảnh ngày xưa, thì người ta dùng cái nắp, người ta mở nắp ra, khi bắt đầu là nó không có màn trập mà, cho nên mở ra cái là ánh sáng nó đi vào và tiếp xúc trên bề mặt phim luôn. Thì người ta có cái nắp như thế này đậy lại đó, bắt đầu chụp cái người ta mở ra rồi để đó 1 tiếng 2 tiếng, có nhiều cái tấm ảnh để đến 10 tiếng hay là cả ngày đó, đến cái thời hạn mà người ta thấy là đủ sáng rồi người ta đậy lại đó. Thì sau này cái công nghệ làm phim á, nó có cái độ nhạy sáng cao, thì lúc đó người ta sản xuất cái màn trập. Thì màn trập nó có hai loại, một loại là nằm trên máy ảnh, đây mình giới thiệu với anh em. Một loại là nằm trên máy ảnh là cái một cái bộ phận nó gồm có nhiều cái lá thép, nó sắp xếp kín, khi mà ánh sáng đi qua cái ống kính chui vào, đây ví dụ như đây mình mở lên cho anh em mình thấy ha. Khi mà ánh sáng đi qua ống kính để chui vào đây, để trước khi mà ánh sáng nó đến cái bề mặt của tấm phim hoặc là bề mặt của cảm biến máy số, thì nó lại có một cái màn trập đó. Cái màn trập là cái này, đây quay cái này anh em thấy này đó, nó mở ra đóng lại. Cái màn trập mà trên máy số là gồm các cái lá như vậy, họ xếp với nhau, thì tùy theo cái điều chỉnh của chúng ta quyết định cái thời gian ánh sáng đi vào, thì nó gồm cái màn trập đi qua rồi cái này đi theo đóng lại, hoặc là nhiều cái theo chiều đứng để mà đi qua đóng lại, tùy theo cái thời gian mà chúng ta quyết định. Còn có một cái loại nữa là màn trập nằm ngay trên ống kính. Anh em thì anh em biết rất là nhiều cái màn trập trên body, nhưng mà có những cái ống kính, nhất là các ống kính cũ ngày xưa, thì màn trập nằm ngay trên ống kính này, thì họ lợi dụng luôn cả cái hệ thống lá khẩu để làm cái đó là cái màn trập luôn. Ở đây là một cái ống kính cũ ngày xưa của Plana Cagiet mình mang theo và giới thiệu cho anh em đây. Thì ở trên này họ có một cái vòng vừa điều khiển tốc độ màn trập ở trên này luôn, và vừa chúng ta gạt cái này thì chúng ta cũng cái vòng đó luôn, nhưng mà chúng ta thay đổi cái khẩu độ trên cái ống kính này luôn. Thì chính cái hệ thống lá khẩu đó vừa là độ mở lớn nhỏ để ánh sáng đi vào là khẩu độ, vừa là điều khiển luôn cái tốc độ mở, cái thời gian để mở lâu hay là nhanh để ánh sáng đi qua cái lỗ khẩu độ đó. Thì đó là cái hệ thống lá khẩu nằm trên ống kính. Bây giờ thì nó sẽ ít hơn nhiều rồi, nhưng mà nói để anh em biết. Rồi, đó là về cái màn trập. Bây giờ đến tốc độ màn trập. Thì tốc độ màn trập là cái thời gian mà chúng ta thiết lập ở trên máy ảnh để ánh sáng đi vào nhiều hay là ít theo cái thời lượng thời gian đó. Ví dụ như ở trên này chúng ta thấy là trên tất cả các máy ảnh số có các cái chỉ số, ví dụ như là 1, 2, 4, 8, 16 cho đến 3.200, 4.000, như trên cái máy phim ở đây là 4.000. Trên máy ảnh số thì thường thường là 8.000, hoặc là có một số máy không gương lật cao cấp bây giờ thì nó đến 32.000. Tức là những cái con số đó là con số của một phần nhỏ của giây. Ví dụ như họ ghi 1/500, đó là 1/500 giây, hay là như mình nói 1/32.000, có nghĩa là 1/32.000 giây. Họ sử dụng cái màn trập điện tử, màn trập mà không còn phải là màn trập cơ nữa, thì màn trập điện tử nó rất là nhanh đó. Thì là những con số đó là của một phần nhỏ của một giây đó. Thì bây giờ ví dụ như ở đây, ở trên này mình chỉnh là, anh em thấy ha, đây là cái màn trập đây đó. Ví dụ nhanh hơn là ví dụ như đây là 1/60 giây đó ha. Thì ở trên này ghi nó nhanh hơn, ví dụ như là tốc độ nhanh hơn là 1/500 thì nó sẽ nhanh hơn nữa. Ví dụ như là chậm hơn là 1/2 giây, là nửa giây, anh em thấy này đó. Như vậy là chúng ta chọn quyết định cái thời gian mà ánh sáng đi qua
ống kính, xong rồi đâu là tiếp xúc với lại cái cảm biến máy ảnh, thì cái thời gian đó chính là tốc độ bằng trật. Đó. Nhiều anh em nói là tốc độ chụp, thật ra chính xác cái từ là tốc độ của cái màn trập, tốc độ vận hành của cái màn trập này, chứ không phải là tốc độ chụp là một phút thì chụp được bao nhiêu tấm, hay là một tiếng thì anh chụp được bao nhiêu tấm ha. Mình hay dùng cái từ đó, nhưng mà chính xác là tốc độ màn trập hay là tốc độ vận hành của cái màn trập này. Thì cái tốc độ màn trập trên máy ảnh nó ảnh hưởng đến cái gì trên bức ảnh của anh em? Thứ nhất là chúng ta biết là cái thời gian chúng ta mở lâu hay là nhanh thì nó quyết định cái lượng ánh sáng đi vào cái bề mặt phim hay cảm biến nhiều hay là ít. Cái thứ hai là tốc độ màn trập nó ảnh hưởng đến độ mờ nhòe hay độ sắc nét khi mà chúng ta chụp một cái chuyển động. Ví dụ như là có một cái xe nó chạy, hay là một cái con người trên đường đua, hay là một cái cánh quạt, hay là bất kỳ cái gì mà nó chuyển động, thì nếu mà chúng ta chụp một cái tốc độ chậm, không có tương ứng với cái tốc độ cái dịch chuyển đó, thì cái vật đó nó sẽ mờ đi, nó nhòe, nó mờ nhòe là do chúng ta chụp ở tốc độ màn trập chậm đó. Còn nếu như mà chúng ta chụp tốc độ màn trập nhanh hơn thì nó bắt dính chuyển động đó đó. Thì nhưng mà chúng ta phải biết là khi chúng ta chụp ở tốc độ màn trập nhanh thì ánh sáng nó đi vào không nhiều, ít, thì lúc đó phối hợp với khẩu độ chúng ta phải mở khẩu lên hoặc là tăng ISO. Thì cái chuyện đó là chuyện phối hợp giữa tốc độ màn trập với khẩu độ như thế nào để ánh sáng đi vào một bức ảnh nó đúng với lại cái ý của anh em, đúng sáng theo ý của người chụp muốn. Ví dụ như là chúng ta chụp chậm quá mà chúng ta muốn nó vẫn đủ sáng, hài hòa, thì chúng ta khép khẩu. Chúng ta muốn chụp tốc độ nhanh, ánh sáng vô rất là ít, nhanh quá mà, nhưng mà chúng ta mở khẩu to ra thì lúc đó ánh sáng nó đi vào nhiều, với tốc độ nhanh đó nó vẫn đủ sáng hài hòa cho bức ảnh đó. Nhưng mà cái quan trọng là khi chúng ta thay đổi tốc độ thì chúng ta biết là nó sẽ ảnh hưởng đến việc bắt dính, đóng băng, lấy nét được vật thể chuyển động. Thì giờ mình test cái này để cho anh em nhìn thấy khi chúng ta thay đổi tốc độ với một cái sự dịch chuyển của cái cánh quạt ở trên cái đồng hồ này, để anh em thấy là nó tạo ra sự mờ nhòe như thế nào. Bây giờ mình chụp thử cho anh em. Đây là một cái đồng hồ để đo nhịp, nó cứ chuyển động đều như vậy thôi. Ở trên máy ảnh thì mình để chế độ ưu tiên tốc độ, ISO cho chạy tự động để nó lúc nào bức ảnh nó cũng đều sáng với nhau. Và mình sẽ cố định cái khẩu độ, đây là khẩu 9, ở đây hơi sáng ha. Và mình thay đổi tốc độ từ 1/125, rồi 1/60, 1/30, và cho chậm dần để anh em thấy cái ảnh nó sẽ thay đổi, nó bắt dính cái này và nó mờ nhòe dần, để anh em thấy là khi chúng ta chụp nhanh hay chậm thì nó ảnh hưởng đến cái độ sắc nét của một vật thể chuyển động. Đó, thứ nhất 1/125 này. Ok. 1/60. Lưu ý là cái chỉ số từng khẩu á, họ ghi là 1 giây, 1/2 giây, 1/4 giây, 1/8 giây, 1/16, 1/30 cho đến 1/60, và tiếp tục như vậy. Thì cứ mỗi lần chúng ta thay đổi một cái nấc như vậy, mình gọi là một stop, có nghĩa là nó cái chỉ số sau nó sẽ chậm một nửa của chỉ số trước. Ví dụ như là 1/2 chuyển qua 1/4, có nghĩa là nó chậm đi một nửa. À, như vậy là nhanh gấp đôi hoặc là chậm bằng một nửa cái trước. Còn trên máy số của anh em á, anh em thấy là khi chúng ta thay đổi khẩu độ thì nó lại chia làm 3. Thì cái này tốc độ nó cũng chia làm 3 nấc như vậy, thì nó chỉ là 1/3 của bước chuyển như vậy thôi. Thì anh em lưu ý cái đó. Rồi, vậy thì khi chúng ta chụp ở tốc độ nào để chúng ta bắt dính một chuyển động, hay là chúng ta muốn chuyển động nó tạo ra một cái vệt mờ nhòe, đó là do ý muốn của anh em chụp. Có nhiều anh em nói là phơi sáng, có nghĩa là đi phơi ban đêm á, phơi vệt xe chạy, phơi thác, phơi núi gì đó, thì đó mới là phơi sáng. Không phải, cứ mở màn trập ra là ánh sáng đi vào, người ta gọi là thời lượng phơi sáng. Ở trên máy ảnh có một cái chế độ, nó gọi là chế độ ưu tiên tốc độ, thường thường ký hiệu là chữ S hoặc là chữ TV, chữ TV đó. Thì ưu tiên tốc độ có nghĩa là gì? Là khi anh em chọn cái tốc độ nào thì máy ảnh nó sẽ tự tính khẩu độ đi theo tương ứng, hoặc là ISO đi theo, nếu anh em để ISO tự động đi theo để bức ảnh nó hài hòa. Nhưng mà lúc đó hiệu ứng thị giác ở trên bức ảnh là vệt mờ nhòe hay là bắt dính là
cái tốc độ bằng trập nó quyết định. Nhiều anh em muốn, anh em gọi là phơi sáng hay là chụp tốc độ bằng trập chậm á, ví dụ chụp một cái vệt xe chạy từ đầu này lại đầu kia tạo thành vệt ta không thấy xe, hoặc là anh em chụp thác nước, hoặc là chụp một cái chuyển động nó tạo thành vệt, thì anh em có thể chụp tốc độ bằng trập chậm, ví dụ anh em để qua chế độ B, tức là thường máy số thì nó ở 30 giây là hết rồi, thì chúng ta chuyển qua chế độ B có nghĩa là chúng ta bấm và khi nào chúng ta thả ra thì lúc đó bằng trập nó mới đóng lại. Cái bài video chia sẻ về tốc độ bằng trập khi chúng ta đi chụp hình, chúng ta biết được nó ảnh hưởng đến lượng sáng dĩ nhiên và nó ảnh hưởng đến độ sắc nét hay mờ nhòe khi chúng ta chụp một cái chuyển động. Anh em làm chủ khi chúng ta thay đổi một cái thông số trên tốc độ bằng trập, nó tương ứng với lại khẩu độ một cái thông số khác đó, để chúng ta có cái bức ảnh hài hòa và nó có cái hiệu ứng thị giác về đối tượng chúng ta chụp trên bức ảnh theo ý muốn của anh em. Ok, xin cảm ơn anh em.